Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao giới trẻ phải tị nạn giáo dục? Ngày 10 tháng 9, Facebooker Nguyên Tống bình luận trên trang cá nhân của mình về việc rất nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam phải tị nạn giáo dục và không muốn quay về nước cùng với tình trạng bò đỏ tấn công em Chu Ngọc Quang Vinh ở Yên Bái Tác giả cho rằng 4 năm du học sẽ mất chừng 200-250.000 đến 250 ngàn đô nếu về nước đi làm mà được mức lương mơ ước của sinh viên là mỗi tháng 1.000 đô la thì sẽ phải mất 200 tháng tức là khoảng từ 15 đến 16 năm không ăn uống gì mới hoàn vốn được cho cha mẹ. Tác giả nhận xét chỉ có bọn ăn cắp được tiền hoặc sau khi học xong được sắp xếp chỗ làm việc có thể ăn cắp, đục khoét được thì mới muốn về thôi. Hoặc là muốn ở lại nhưng vì tiếng Anh chưa đủ, không đủ ngôn ngữ để hòa nhập văn hóa và không cạnh tranh sinh việc nổi với sinh viên quốc tế thì đành phải về thôi. Và đây là hình giấy tờ trên trang Facebook Nguyên Tống. Tác giả cho rằng cha mẹ có nghèo thì vẫn yêu thương, tổ quốc có tan thương thì cũng không thù ghét. Nhưng công việc và cuộc sống thì phải có tính toán thực tế. Chứ yêu nói suông thì chỉ có cạp đất mà ăn, như quan chức với đại gia bất động sản mới làm được thôi. Bò đỏ hiểu chưa? Tác giả nói thêm chút nữa là có chú bò nào sinh ra và lớn lên ở những thành phố lớn hay không? hay là đều từ tỉnh nhỏ mà bươn chải ra, có yêu quê hương cha mẹ không mà vẫn lao ra thành phố vậy? Phải hỏi tổ quốc hay chính xác hơn là những người lãnh đạo đất nước đã làm gì 50 năm qua để thanh niên ở nông thôn thì phải nhau ra thành phố học hành mưu sinh hoặc đi xuất khẩu lao động, chẳng ai muốn về quê cả. Thanh niên ở thành phố thì lại phải đi tị nạn giáo dục ở nước ngoài và cũng không muốn quay về. Tác giả nhấn mạnh, đừng đổ tại chiến tranh nhé. Hàn, Nhật, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Đài Loan đều bị đô hộ và chiến tranh tàn phá nặng nề. Họ đều có điểm xuất phát như ta hoặc thậm chí còn kém hơn. Vậy mà Hàn Quốc mất 20 năm sau chiến tranh để thành cường quốc. Singapore cũng chỉ cần 20 năm để từ GDP đầu người từ 400 đến 500 đô những năm 1960 vươn lên 65.000 đô vào những năm 80. Malaysia đa sắc tộc nhiều đạo hồi cũng chỉ cần 21 năm để đạt tới 22.000 đô la mỗi đầu người. Còn ta, sau 50 năm mà tính đủ kiểu mới được vẹn vẹn 4.000. Và đây là hình Nguyễn Thành Vinh, Á quân đường lên đỉnh Olympia, một du học sinh đi rồi không về. Tác giả nhắc nhở, dù có não bò thì chắc cũng phải biết thế giới ra sao, hay ngẫm lại bản thân mình xem đang sống thế nào rồi hãy giống chứ phải tự hỏi vì sao người giàu người giỏi họ đều có tiếng nói khác mình thế chứ nếu không thì gọi là bò, khéo còn oan cho con bò. Tác giả đưa hình ảnh kèm theo phát ngôn của Nguyễn Thành Vinh, Á quân đường lên đỉnh Olympia nói rằng: "Về nước là lãng phí." Tác giả đề nghị, bò đỏ vào đấu tố những học sinh này, bây giờ họ đã là tiến sĩ ở nước ngoài. Tác giả cho biết, họ nhiều lắm và sẵn sàng đối đáp đấy. Những người đi du học nước ngoài đã khá rồi còn trụ lại được bằng tri thức thì đều là người thực sự giỏi cả đấy. Nghe họ nói, họ trả lời mà học hỏi cho ấm vào thân mình, vào dân tộc mình thì mới thật sự là yêu nước, yêu giống nội. Chứ đi bắt nạt trẻ con, chưa có khả năng chống đỡ, tức là em quang vinh thì không đáng làm người đâu. Đất nước này được những kẻ yêu mồm mà không não thì chỉ có ngày lụng bại mà thôi. Đa số ý kiến comment bên dưới bài viết đồng tình với quan điểm của tác giả và cho rằng những người giỏi giang định cư ở các nước phát triển là vạn nhiều bề. Bản thân họ không bị lãng phí chất xám và được hưởng thành quả tương xứng với công sức và trí tuệ của họ. Những đồng tiền họ gửi về cho gia đình chính là đóng góp vật chất cho đất nước, trong khi nhiều người vẫn đóng góp trí tuệ cho đất nước. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao giới trẻ phải tị nạn giáo dục? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vụ vạn thịnh phát, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm là người mách nước cho Đinh Văn Thành trốn ra nước ngoài. Ngày 11 tháng 9, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, sinh năm 1973, quê quán Nghệ An, là đệ tử ruột của cựu Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Lâm mới được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 7 vừa qua. Năm 2017, tại nhà riêng ở khu biệt thự Vinhomes Riverside, Hoa sữa 4, Long Biên, Hà Nội, bà Trương Mỹ Lan đã nhận vợ Nguyễn Ngọc Lâm là Phạm Thị Thanh Nga, lúc đó giữ chức Giám đốc chi nhánh Ngân hàng SCB Thăng Long, làm em gái nuôi lý lịch của Nga không mấy trong sạch về tiền bạc cũng như tình ái. Thời làm thư ký cho ông Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Nga và Thành chim chuột với nhau, bị các nhân viên nhiều lần bắt gặp. Nga lợi dụng Thành để rút tiền từ ngân hàng ra mua đất và khách sạn, rồi bán lại kiếm lợi. Và đây là hình vợ chồng Nguyễn Ngọc Lâm và Phạm Thị Thành Nga. Thành dùng Nga nhằm mục đích thao túng tâm lý bà Trương Mỹ Lan, vì Nga có chồng là quan chức ngành công an, với mối quan hệ rộng có thể giúp được ngân hàng và tập đoàn của gia đình Trương Mỹ Lan phát triển mạnh và an toàn. Nhiều người trong ngành công an đánh giá vợ chồng Nguyễn Ngọc Lâm là số đỏ, may mắn hơn cả Xuân tóc đỏ từ cách sống hạ lưu, gian manh, thâm độc, kém cỏi, bỗng nhảy lên tầng lớp danh giá của xã hội nhờ dùng mát công an. Đặc biệt nhất là vợ của một tân thứ trưởng Bộ Công an, phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga là giúp việc cho một người bị kết án hình sự. Chiều ngày 11 tháng 4 năm 2004, tòa án thành phố Hồ Chí Minh tuyên án Đinh Văn Thành tù chung thân về tội tham ô tài sản. Trước khi bị khởi tố, Thành đã chạy trốn khỏi Việt Nam, hiện nay đang ở thành phố New York tại Hoa Kỳ. Người bắt nước cho Thành chạy trốn là vợ chồng tân thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm. Vì Ngọc Lâm biết quá rõ, nếu bị bắt, Đinh Văn Thành rất có thể sẽ khai ra là vợ chồng mình đứng chống lưng giúp sức tích cực cho Đinh Văn Thành và Trương Mỹ Lan. Và đây là hình Đinh Văn Thành và quyết định truy nã do Nguyễn Ngọc Lâm ký. Điều cực kỳ bẫy ỏi và trơ trẻn đó là quyết định truy nã Đinh Văn Thành là do chính tay Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm ký với cương vị Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Ngoài ra, liệu tân Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang có dính chạm vụ án Vạn Thịnh Phát hay không? Mà phong tỏa lời khai của bà Trương Mỹ Lan về vợ chồng Phạm Thị Thanh Nga và Nguyễn Ngọc Lâm. Với một mớ kiến thức giang hồ cùng thâm niên gấp lửa bỏ tay người, kết hợp năng khiếu ném đá dấu tài, con đường thăng quan tiến chức của Nguyễn Ngọc Lâm đã phát triển một cách thần tốc mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Từ trưởng phòng 10, cục 46, cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, nay là cục C01, cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng. Nguyễn Ngọc Lâm đã dùng tiền để chạy lên chức Phó cục trưởng C01, rồi làm giám đốc công an Quảng Ninh. Sau đó trở về Bộ Công an giữ chức cục trưởng C03, cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Hiện nay, ông Ngọc Lâm giữ chức thứ trưởng Bộ Công an. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Trong các thứ trưởng Bộ Công an hiện nay, Ngọc Lâm có thái độ xem thường, không tôn trọng bất kỳ ai, mặc dù về năng lực và chuyên môn thì rất yếu. Ngọc Lâm đi lên từ lính nghĩa vụ, không được đào tạo chính quy, không có kiến thức căn bản, nhưng tài chính của Ngọc Lâm thì không ai địch nổi. Nguồn tài chính mà vợ chồng Nguyễn Ngọc Lâm thu vào gồm có tham gia các phi vụ rửa tiền giúp Trương Mỹ Lan chuyển đi nước ngoài, thành lập các công ty ma để thu mua nhà phát mại từ ngân hàng SCB, bảo kê các công ty game hoạt động trá hình tại Việt Nam, cưỡng ép Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu và Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc tập đoàn TNT, cúng tiền và nộp tô theo định kỳ. Doanh nhân Hồng Tuyển và Bầu Hiển rất căm thù và oán hận Nguyễn Ngọc Lâm vì Lâm một khi ăn là ăn cả sàn chung cư, cướp là cướp nguyên dự án, đưa doanh nghiệp từ khó khăn sang nghèo bền vững. Dù sự thật không bao giờ được phơi bày một cách công khai trên hồ sơ pháp lý, nhưng công lý của luật nhân quả sớm hay muộn sẽ chiếu thẳng vào cuộc đời của những kẻ bất nhân sống sao hoa trên xương máu của người dân cùng khổ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vụ Vạn Thịnh Phát, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm là người mắc nước cho Đinh Văn Thành trốn ra nước ngoài. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.